Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của xe điện cũ nhập, kênh chuyên bán xe điện cũ, hàng nhập khẩu. Thời gian vừa rồi shop nhận được nhiều ý kiến của mọi người về dòng xe tầm giá từ 3 đến 4 triệu đồng. Và hôm nay nhân tiện thì shop về được hai xe trong tầm giá. Xe điện cũ nhập sẽ quay review về chất lượng cũng như giá tiền để mọi người được biết về hai chiếc xe này. Thì đầu tiên đó là xe bò, ở ngoài Bắc gọi là bò điên, hoặc theo nhãn hiệu của nhà máy thì là 133 M133. Thì đây là chiếc xe của Jardy, hàng nhập khẩu, hãng sản xuất tại Trung Quốc. Dòng xe này thì mình đánh giá là số 1 về dòng xe điện hàng Jardy này, và thương hiệu thì chắc chắn là mọi người cũng đã nghe qua rất là nhiều. Thì dòng Jardy này thì xe rất là bền bỉ, chất lượng rất là tốt. Thì đây là biểu tượng của Jardy, mọi người đều nhìn thấy ở trên xe X-Men hoặc là Vespa đều có cái biểu tượng này. Thì theo đánh giá của mình thì chiếc xe này còn khá tốt, đi rất là bền bỉ, động cơ êm ái, động cơ rất êm nhé, trục đồng trục, không bị cong vênh. Bình còn rất là tốt. Thì chiếc xe này mình đang bán với giá là 3.500.000 đồng cho một chiếc xe nhập khẩu nhé. Đây là phần một nhập khẩu 100%, shop cam kết và tất cả đều còn nguyên zin, ngoại trừ là lốp thì chỗ mình đã thay hai lốp mới, lốp trước và lốp sau là lốp mới tinh. Đấy. Còn tổng thể thì về sơn rựa thì tất cả nó còn nguyên. Thì đây là vạch báo pin nhé, vạch báo pin này mình lắp thêm để mọi người nhìn được rõ hơn. Đấy, mình quay sát này. Đây là vạch báo pin. Em tin là hết nhé. Mọi người đến tầm này là mọi người sạc là ok rồi. Đến hai vạch báo đỏ sau là sạc là ok. Xe rất là chắc chắn, khung gầm chắc chắn, xinh nhan đầy đủ, còi to rất là chắc. Chiếc xe này shop đang bán với giá là 3.500.000 đồng, mức giá rất là vừa tầm tiền. Thì bên cạnh đó là chiếc xe nhập xe 133S Plus đèn Milan. Chiếc xe này của hãng Sunfast, một hãng này cũng khá là nổi tiếng mọi người nhé. Dòng xe của hãng này sản xuất thì cũng rất là bền. Đấy. Thậm chí xe này mình mới về nên cũng không có đánh rửa, mọi người nhìn thấy vẫn còn nguyên bụi nhé, nguyên chảy xước nhé. Đấy, bên này mình có thể lau sạch được này. Đó. Mình cũng không có làm gì nhiều qua cái xe này, để nguyên về bản nhập lại của người dùng thì bán lại cho mọi người thôi. Nhưng mình đã qua test và có bảo hành để mọi người yên tâm. Cái xe này thì từ động cơ cho đến IC là đều nguyên bản nhé. Có công tơ mét này. Đó. Và có nút nhanh chậm ở đây. Tổng km đã đi được là 11.145 km. Thì động cơ chiếc xe này là êm tuyệt đối luôn, mọi người có thể nghe tăng tốc này. Mình bật nút nhanh chậm mà lúc nãy mình có nói đấy, đây là nút chậm nhanh, rất là êm, động cơ rất êm, đi rất là êm và không có hiện tượng giật nhé. Mọi người vặn ga là chạy thôi chứ không có giật cực nhé. Đấy. Cái xe này thì mình đang bán với giá là 4.900.000 đồng. Đấy, có thể có fix nhẹ cho các bạn ở xa khu vực để hỗ trợ cái tiền cước vận chuyển nhé. Hai chiếc xe này theo mình đánh giá nếu mà để với tầm tiền và mọi người để đi thì khẳng định một điều rất là bền bỉ luôn. Hai chiếc xe rất là bền, tầm giá thì cũng rất là vừa túi tiền mọi người. Hai xe này thì mình khẳng định là
không có hỏng vặt. Đấy, về cái đồ điện của nó cũng không có gì là nhiều, và nhựa, đồ nhựa cũng ít, nên là xe này thường được mọi người ở phía Bắc dùng để đi chợ này, đi làm đồng, hoặc có thể đi chơi cũng được nữa. Nhưng mà không nhiều. Nếu mà mọi người đi chơi thì mọi người có thể mua cái dòng Vespa hoặc là Gogo. Nhưng mà những cái dòng này ở ngoài Bắc thì hay dùng trong cái việc là đi chợ, đi làm, hoặc là đi ra ngoài đồng. Đấy, thì mình cũng nói như thế để cho tùy mọi người lựa chọn. Còn mình khẳng định hai cái xe này mình đã test và đã cho nhân viên kiểm tra tất cả các hạng mục, và dám khẳng định mọi người là xe rất là bền. Nếu mọi người mua hai chiếc xe này thì chiếc xe bò bé 133 này thì với giá là 3.500.000 đồng nhé. Còn chiếc xe 133S Plus đèn Milan này là giá là 4.900.000 đồng. Đấy, chiếc xe đèn Milan này có đèn bi cầu rất là sáng nhé, đèn led siêu sáng này. Đây cũng là đèn led nhé, tất cả hai xe này đều trang bị đèn led siêu sáng. Đấy, nếu mọi người hãy, nếu mà mua hai xe này thì hãy liên hệ cho shop xe điện của Nhập theo số điện thoại 0981077781, hoặc có thể ép Zalo, Facebook bằng số điện thoại 0981077781 để có những thông tin chính xác nhất nhé. Còn bây giờ thì shop xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Mọi người thấy hay thì hãy like và share ủng hộ shop. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.